Dạ vâng, mến chào quý anh chị em, chào mừng quý anh chị em trở lại kênh Xe Đẹp giá rẻ xe đẹp nha. Thì chiều hôm nay Toyota Bình Dương tiếp tục lên sóng giới thiệu cho quý anh chị một mẫu Toyota Innova đời 2013. Đấy, biển kiểm soát là 60K13707 nha. Màu ghi vàng, xe khá là đẹp và đều đô. Đấy, bên em vừa mới đổi có một anh trai, anh đổi lên đời con 2017 tại cửa hàng của bên em. Anh để lại mẫu này cho bên em nha. Rồi, bên em nhận thu mua trao đổi cồ cáp tất cả các dòng xe đã qua sử dụng nha quý anh chị. Đấy, ví dụ như anh trai này đang đi con 2013, ảnh có nhu cầu đổi lên chiếc 2017 thì ảnh đã mang xe tới cửa hàng, hai bên thống nhất trao đổi và em để lại mẫu này cho em. Đấy, thì em xin lên sóng giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe tâm huyết của anh trai 2013, màu ghi vàng, xe rất đẹp và em cũng vừa đi cho đi đăng kiểm mới luôn. Có nghĩa là chiếc xe này không có phạt nguội, không có gì hết nha quý anh chị em nhà mình nha. Đấy, xe đăng kiểm dài tới tháng 3 2025 luôn nè quý anh chị ơi. Đấy, nhà mình yên tâm và sử dụng ha. Có nghĩa là ăn Tết năm sau mới phải đăng kiểm lại. Đấy, xe thì vừa mới về, bên em rửa ra thôi. Ngày mai sẽ cho làm đẹp. Ví dụ như cái ốp này nó trầy nè, em sẽ cho thay mới cho quý anh chị luôn, không có để mấy cái xấu này nha. Đấy, bán xe là làm đẹp tâm huyết cho quý anh chị. Quý anh chị đã biết rồi, một chiếc xe mà vừa thông qua đăng kiểm có nghĩa là mình phải đi, trước khi đăng kiểm là mình sẽ đi kiểm tra gầm bệ, nói chung là tất tật để làm đẹp, để bàn giao cho quý anh chị ha. Rồi, Innova 2013 nha. Xe anh này khá là chịu chơi. Màu ghi vàng nha quý anh chị nha. Màu ghi vàng. Hai phanh trước là hai phanh đĩa, hai phanh sau là toàn bố trống nha. Phanh ABS trống, phanh bó cứng cả bốn bánh. Bốn cái lớp vừa mới thay mới luôn nha quý anh chị nha. Đây, rất là dày, mầm rất là đẹp luôn nè quý anh chị ha. Rồi, xi nhan trên gương là có luôn, hệ thống báo rỉ trên gương. Rồi, có luôn nè. Dán full film cách nhiệt, tay cửa mẹ chrome. Đấy, full đồ chơi, ốp mẹ đầy đủ. Xe rất đẹp, quay buổi chiều ánh nắng nhìn khá là đẹp luôn quý anh chị ạ. 2013 nha. Đấy, quý anh chị nào có nhu cầu sở hữu lên đời xuống đời thì cứ alo bên em. Đấy, bên em sẽ trao đổi với quý anh chị ha. Đấy, xe rất đẹp luôn quý anh chị. Biển 60 Đồng Nai, đăng kiểm dài. Quý nhớt máy mới, bên em có hỗ trợ trả góp cho quý anh chị nha. Rồi, lớp rất là mới luôn nè quý anh chị, lớp vừa thay mới mà. Đấy, lớp rất là mới luôn, mầm đúc nè. Đấy, gầm bọng là sáng bon quý anh chị không, không rỉ sét, không mục mọt nha. Đấy, xe cực kỳ đẹp luôn, đóng cabo lên luôn anh. 2013 nha quý anh chị nha. Bên em bán xe là đúng đời đúng phơm, không bán hàng nâng phơm. Hàng nâng phơm khó đăng kiểm lắm nha. Bên em không bán hàng nâng đời xuống đời, đúng đời đúng phơm chào quý anh chị sử dụng, bảo hành trọn đời. Đấy, thu mua trao đổi mua bán, bao xài bao lên đời bao quay đầu. Quý anh chị mua xe mà muốn lên đời quay đầu thì bên em sẽ hỗ trợ quay đầu trong vòng 24 tiếng đồng hồ cho quý anh chị luôn, không có cái chuyện mà kẹt tiền nha. Tiền lúc nào cũng có sẵn nha quý anh chị nha, chỉ cần quay đầu là mua. 2013 nha quý anh chị, xe rất đẹp, full mà ốp mẹ chrome đồ chơi. Đấy, gầm bệ của nó quý anh chị xem nè, rất đẹp luôn đó. Bằng gầm bệ bảy màu luôn nè quý anh chị, lớp lát dày cui nè đó quý anh chị thấy không, tem mã ủ cầu đầy đủ nè, bô bọng là sáng bon đó, full màn hình Android, cam lùi cam hành trình. 2013 đấy, form dáng đẹp, chỉ hơn 200 một tí thôi. Đấy, quý anh chị về có thể là kinh doanh dịch vụ nè, cho thuê tự lái hoặc là sử dụng gia đình. Đấy, miễn bàn khá đẹp. Đây, lốp lép nè, bốn cái mới tinh đó quý anh chị thấy không, bốn cái mới tinh. Nội thất thì có lốp giảm inox nè. Rồi, đấy, ghế là ghế da theo logo Innova nha quý anh chị em nha. Đấy, ba vàng lạnh zinc theo xe. Đấy, ba vàng lạnh zinc theo xe, 8 chỗ ngồi rộng rãi trong phân khúc MPV. Đấy, chỉ có 200 mấy chục triệu thôi quý anh chị ơi, quý anh chị em ơi. Đấy, bán xe là đúng đời. Đấy, 2013 theo logo Innova, có túi khí, hai túi khí đó, an toàn hết cho quý anh chị nè. Màn hình cam lùi, màn hình OLED nè, camera hành trình nè, đầy đủ hết luôn nha quý anh chị em nhà mình nha. 2013 nha quý anh chị em nhà mình nha. Đấy, hệ thống gương chiếu hậu chỉnh điện đây. Đấy, một số chỗ bán xe người ta sẽ không có cái này nha quý anh chị lưu ý nha. Hệ thống chỉnh gương chiếu hậu điện nè. Đó, những nút chỉnh gương là bằng điện hết luôn nè quý anh chị em nhà mình ha. Đó, rất là đẹp, tiền nào của đó nha, đúng đời 2013 nha quý anh chị em nha. Đây, 2013 nha. Đúng đời 2013, không có chuyện nâng đời xuống đời, bán xe là đúng đời.
Đấy. Lớp lép nè, hai lớp trước nè, dày cui luôn nè quý chị em ha. Đấy, 2013. Máy móc thì bên em bảo hành cho quý anh chị sử dụng là 12 tháng nha. Đấy, quý anh chị coi nè, keo sùng chỉ nguyên zin nha. Đấy, keo sùng chỉ là nguyên zin hết. Những cái lỗ đinh tán đinh bon của nó nè, đấy nguyên bản nè. Không có dấu hiệu đâm ve hay là bóp méo gì hết quý anh chị em ha. Đấy, lồng máy của nó nè, quý anh chị em thấy không? Sáng sủa sạch sẽ nha. Đấy, hệ thống phanh ABS đây, chống phanh bỏ cứng tại bốn bánh tứ danh trên dòng Innova qua. Đấy, rất đẹp. Xương sẩu của nó là còn nguyên đinh bấm nè, không có dấu hiệu va chạm nha quý anh chị em nha, lưu ý giùm em. Xe rất đẹp. Đấy, máy móc nè, quý anh chị coi bô bọng nè, sáng bưng. Máy móc thì bên em vừa thay nhất máy mới rồi. Đấy, nhất máy mới chưa chạy 1 km nào. Rồi, bên em có chế độ bảo hành máy móc cho quý anh chị là 12 tháng sử dụng nha. Rồi, bao rút cái hồ sơ gốc và quan trọng giá cả của nó nè. Hôm nay tụi em bán với cái giá là 245 triệu. Quý anh chị tới mua là có bớt, có thương lượng. Bao rút cái hồ sơ gốc và cho quý anh chị hỗ trợ nợ từ 0 đến 80 triệu, không lấy lãi suất trong 1 năm đầu tiên. Nha quý anh chị em nha, góp trực tiếp với cửa hàng. Rồi, quý anh chị quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em Trường, số điện thoại là 0972 147 247, kết nối Zalo luôn. Em chỉ dùng một số điện thoại nha, 0972 147 247. Và những sản phẩm em quay lên là những sản phẩm bên em bỏ tiền ra mua, không bán thuê và không bán mướn cho ai nha quý anh chị em nha. Làm ơn alo trực tiếp nha, nhận thu mua cho đổi cái đời xe luôn nha quý anh chị em nha.